Chào các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một công cụ nữa trong nhóm điều chỉnh giải sắc độ của hình ảnh mà dân chỉnh ảnh chuyên nghiệp thì người ta thường ưa dùng công cụ này hơn. Đó chính là công cụ Curve. Các bạn nhìn thấy công cụ Curve là công cụ nằm trong nhóm Tonality cùng với công cụ Level ngày hôm trước. Để có thể sử dụng lệnh Curve thì như Level, các bạn di chuyển vào menu Adjustment và các bạn sử dụng lệnh Curve với phím tắt là Ctrl M. Bây giờ một cái bảng Curve sẽ hiển thị ra để giúp chúng ta có thể điều chỉnh giải sắc độ. Curve thì chung với Level về chức năng, nó cho phép điều chỉnh giải sắc độ của một bức ảnh nào đó và cũng giống như level thì ở đây bạn nhìn thấy phần channel ta có thể can thiệp vào từng kênh gốc kênh màu gốc trên bức ảnh đó đồng nghĩa với việc là ta cũng có thể dùng cơ để blend màu giống như level ngày hôm trước vậy thì cơ thì sẽ hơn level ở chỗ nào bạn nhìn thấy trên biểu đồ của cơ thì về phần cơ bản nó sẽ giống như level bạn thấy một thanh trượt black point nằm ở đây giúp bạn có thể điều chỉnh tối cho bức ảnh đó một thanh trượt white point nằm ở đây giúp bạn điều chỉnh vùng sáng cho bức ảnh đó biểu đồ histogram nó nằm ở phía giữa của cái bảng mà các bạn nhìn thấy các bạn có thể tắt các biểu đồ này hay là tắt các cái phần hiệu ứng để giúp chúng ta có thể căn chỉnh cái biểu đồ đó ở trên này bạn có thể hiển thị cái đường lưới theo các cách khác nhau bạn có thể sử dụng các chức năng là show Mouth ở trên này line hoặc là pigment in nếu bạn dùng một bức ảnh là để điều chỉnh cho in thì bạn nên điều chỉnh nó ở dạng pigment in còn với một bức ảnh rgb để up lên web thì ta cứ để mặc định là điều chỉnh theo line Phía bên dưới bạn cũng sẽ nhìn thấy các cái công cụ là thanh lấy mẫu màu hay là phía bên phải thì bạn cũng nhìn thấy OK, Cancel vân vân Đại loại là nó cũng sẽ giống với level. Tuy nhiên là ở đây thì cơ thì sẽ hơn level ở chỗ nào. Bây giờ mình sẽ ví dụ một cái tình huống là khi mà bạn điều chỉnh đối với công cụ level, bạn tăng sáng cho bức ảnh thì toàn bộ cái vùng hình ảnh trên bức ảnh này nó sẽ bị sáng kể cả vùng bầu trời màu sáng nó cũng sẽ sáng và đương nhiên cả phần ở phía dưới mặt đất này nó cũng sẽ sáng lên khi điều chỉnh bằng level thì bạn chỉ có thể can thiệp được vào một cái giải sắc độ là từ sáng tới tối như vậy tuy nhiên với cơ thì khác bạn nhìn thấy trên cơ của chúng ta ở đây thì nó không xuất hiện điểm Waypoint point hay là điểm midpoint nằm ở giữa mà chương trình sẽ cho phép bạn tự tạo ra một cái điểm trung gian nằm ở đó bây giờ mình sẽ đưa con chuột lên trên biểu đồ của nó mình kích một cái bạn đã tạo ra một điểm điều chỉnh giải sắc độ trung gian và khi kéo như này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái giải sắc độ trung gian giống hệt công cụ level tuy nhiên là trong tình huống ở đây mình muốn đặt ra một cái yêu cầu đó là mình muốn chỉnh sửa cái vùng sáng trên bầu trời này để làm cho nó sáng lên và mình muốn làm cho phần mặt đất sẽ tối đi để tăng cường vùng tương phản cho bức ảnh giữa vùng sáng thì sẽ sáng lên vùng tối tối đi chênh lệch nhau tạo ra sự tương phản mạnh cho bức ảnh đó thì bây giờ để điều chỉnh được cái vùng sáng trên bức ảnh thì chúng ta sẽ phải xác định cái giá trị biểu đồ ở đây nếu như các bạn đưa con chuột vào cái vùng này mà bạn điều chỉnh nó thì cái vùng ở đây nó sẽ là cái vùng ảnh hưởng xuống tối cái vùng trên này sẽ là vùng sáng bây giờ biểu đồ nó sẽ được chia ra thành nhiều phần nếu như mà bạn thêm vào trên biểu đồ đó hai cái điểm điều chỉnh ở hai cái góc phía 1 phần tư như mình đang làm mẫu bạn sẽ thấy là ta có thêm các cái điểm điều chỉnh nếu bạn kéo cái điểm điều chỉnh ở chỗ này thì cái vùng giá trị từ giữa cho tới phần điểm trắng ở đây white point là chuyên điều chỉnh các vùng sáng trên biểu đồ trên bức ảnh của bạn vùng từ giữa cho tới black point sẽ là điều chỉnh phần sắc độ cho các vùng tối thế thì ở đây mình muốn điều chỉnh cái vùng sáng này mình sẽ làm như nào nhiều khi các bạn vào một cái bức ảnh các bạn cũng không nhận diện được là ta muốn điều chỉnh cái vùng sáng này vậy thì vùng sáng này nó sẽ nằm ở đâu tương ứng với vị trí trên biểu đồ chúng ta thì công việc rất đơn giản là các bạn chỉ việc đưa con chuột ra ngoài bức ảnh các bạn kích một cái bạn nhìn thấy là trên biểu đồ nó đã xác định được cái vị trí sắc độ tương ứng với cái vùng hình ảnh mà bạn có vậy là mình xác định được cái vùng sáng này sẽ nằm ở vị trí này trên biểu đồ bây giờ mình muốn điều chỉnh vùng sáng mà không ảnh hưởng tới vùng tối phía dưới này thì bạn thấy vùng tối nó bắt đầu nằm ở từ cái giữa biểu đồ xuống phía dưới mình sẽ tạo thêm một điểm điều chỉnh vào vị trí này mục đích là để giới hạn cái biểu đồ của chúng ta cho vùng tối nó sẽ không bị ảnh hưởng khi các bạn điều chỉnh các vùng sáng bây giờ ta sẽ đặt con chuột lên cái điểm của vùng sáng ta kéo bạn thấy trên phần bầu trời ánh sáng nó đã được thay đổi tuy nhiên phần dưới mặt đất thì chúng ta thấy là nó chưa hề bị chỉnh sửa một chút nào điều này cũng sẽ dẫn đến một tình trạng là nó sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh bức ảnh ở phần nào các bạn muốn tránh cái tình trạng là bị suy hao hay bị thất lạc các pixel màu hay là bị đứt gãy hình ảnh trên những vùng không cần thiết điều mà công cụ level nó sẽ không làm được mà khơ thì sẽ làm việc này tốt hơn thế bây giờ khi mà mình kéo cái điểm này lên thì bạn thấy bầu trời chúng ta sẽ bị điều chỉnh vùng tối cái biểu đồ trên vùng tối nó không ảnh hưởng cho nên là những cái vùng nào tối trên bức ảnh nó sẽ không bị ảnh hưởng nhưng bây giờ mình lại muốn giống như yêu cầu ban đầu thì là mình sẽ kéo để cái vùng tối này nó tối hơn vậy là mình sẽ đặt con chuột vào điểm này mình kéo dịch nó xuống thế là bạn thấy là các vùng tối trên bức ảnh của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng và các vùng sáng như vùng sáng ở các đám mây thì nó không bị ảnh hưởng bạn có thể tăng cường các cái giá trị tương phản và giải sắc độ trên từng vùng một trên bức ảnh của các bạn một cách chính xác mà không ảnh hưởng tới các vùng khác như vậy rõ ràng là khơ thì ưu điểm hơn level ở chỗ là chúng ta có thể phân đoạn từng vùng sắc độ của hình ảnh ra và điều chỉnh nó mà không ảnh hưởng đến các vùng khác. Điều này giúp các bạn chủ động hơn trong cái việc điều chỉnh giá sắc độ trên một bức ảnh nào đó. Ngoài ra thì bạn nhìn thấy là ở cái phần bên dưới ta còn có một cái bàn tay, đó click and drag to image để modify curve. Thì cái điều này là đây là một cái công cụ mình thường hay gọi nó là cái bàn tay thần kỳ. Nó cho phép bạn có thể tương tác nhanh lên vùng hình ảnh trên bức ảnh đó bằng cách là ta có thể can thiệp trực tiếp lên trên bức ảnh bằng cách kéo bàn tay như thế này để có được những cái giá trị điều chỉnh linh hoạt hơn. Trên cái biểu cơ này thì chúng ta chú ý thêm một chút là bạn có thể ngăn cái biểu đồ chúng ta ra thành rất nhiều đoạn khác nhau và để điều chỉnh từng đoạn một và chương trình cho phép bạn có thể thêm vào là 14 điểm điều chỉnh ở trên đó rất là nhiều tương đương với việc bạn có thể chia cái giải sắc độ bức ảnh ra thành nhiều phần như vậy và cũng giống như là level thì ta hoàn toàn có thể can thiệp vào bên trong cái bức ảnh để blend màu cho nó các bạn nhìn thấy là ta cũng hoàn toàn có thể di chuyển vào bên trong từng kênh màu thành phần một và điều chỉnh phần giải màu cho từng bức ảnh đó để có được những cái kết quả màu sắc rất là đặc biệt trên từng cái kênh màu một như thế bạn thấy là ta có thể can thiệp được vào những cái thành phần màu gốc trên bức ảnh đó khiến cho toàn bộ giải màu trên bức ảnh bị thay đổi đi như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về cái công cụ cơ một công cụ cho phép điều chỉnh cái giải sắc độ trên bức ảnh một cách khá là tỉ mỉ và chuyên nghiệp trên từng vùng sắc độ khác nhau đây là cái công cụ mà người chỉnh ảnh thường xuyên sử dụng tức là ưa dùng nhất trong cái nhóm điều chỉnh tonality tức là điều chỉnh giải sắc độ của một bức ảnh hy vọng với cái phần giới thiệu ngắn ngủi của mình thì các bạn cũng phần nào tìm hiểu hay là nhìn thấy được cái quy luật điều chỉnh của công cụ cơ và giúp chúng ta có thể điều chỉnh các cái phần giải sắc độ trên bức ảnh sao cho phù hợp với nhu cầu của chúng ta cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi